vô cổng vườn quốc gia Bù Gia Mập. Thức khuya quá trời, sáng thì mưa, mưa để rẽ suốt đêm, bây giờ vẫn còn mưa. May là cần cái lều nó có cái bạt nó che mưa bớt, không thôi kiểu gì cũng dột. Tình ơi sao có câu đời lắm bề sâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ. Thải loa của em đi nào. Giờ anh em lên ăn sáng xong rồi rút về, chắc mình sẽ chạy cùng Bù Gia Mập về chung với một số anh em khác. Chung với anh Vĩnh chạy trước rồi nha. Ok. Ồ, cái suối đẹp quá trời ha.
này có gọi là bùi rừng bù gia mập chưa ta? Chưa hả? Rồi hồi vô trong kia là tới hầu luôn á. Ồ quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, đường đẹp quá. Rồi lên. Rồi ảnh lên rồi đó, ảnh lên rồi đó. Ô đường đẹp quá ha.
vô cổng vườn quốc gia Bù Gia Mập. Thật sở cô, cái gô lò của anh Vĩnh á. Nhìn giống như thờ Đức Bà quá.
Đằng này xẻ đồi mà. Xẻ cái đồi ra không nè. Thắc mơ. Thủy điện. Thủy điện Thắc Mơ hả? Thủy điện. Cà phê đồi chiêu. Vô trong quay. Vô trong qua. Thôi. Ủa giờ đi đường nào quay lại ta? Rẽ trái hả? Đi dốc này luôn hả? Đường này đi chiêu quá. Đi chiêu quá ta. Này đâm thẳng đường này ra Đồng Xoài luôn phải không ta? Bến xe Phước Long. Đường này chạy 2-3 lần xe mà. Bên trái lên cái cầu chỗ này nè. Thấy không? À. Về đến đây thì mọi người chia tay nhau hết rồi ha. Mình thì chạy về nhà. Chặng này về thì cũng có mấy anh em bận việc riêng nên về sớm nên cũng tách nhóm đi. Nhóm mấy anh em năm xe mình thì chọn cung Bù Gia Mập đi về. Tại vì cơ bản là trên Google Maps thì thấy nó cũng không có xa. Chạy theo cái món Garmin Navigation này thử là coi nó dẫn đường như thế nào. Nó dẫn đi phức tạp ơi là phức tạp luôn. Quẹo qua quẹo lại hồi ra lại Nguyễn Quang.
ra Nguyễn Oanh, bây giờ quẹo Nguyễn Kiệm và